Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu UAP bá tước. Cây này thì giống với lại UAP VIP nhưng nó không phải VIP, nó chỉ là khung vàng thôi. Ui, này thì rồi một tình huống sờ lấy đùi của NST rồi, quá là vì diệu. Ước gì em hóa thành trâu để anh là đỉa anh bâu lấy đùi. Từ các bạn ơi, để mình lên sờ một cái nè. Mình sẽ truyền nội lực thâm hậu. Rồi, nội lực thâm hậu đến các bạn. Đấy, thấy mình ghê chưa? Rồi thằng bên kia, tao lại sợ mày quá đấy. A à, hi hi. Úi giời, cầm gì đấy bạn ơi? Rồi sao lại trên trời hàng vạn thì sao mà dưới đất chỉ có mình tao anh hùng. Tao là anh hùng. Mày tuổi gì? Tớ đây, mang hai cái nhẫn nhá. Nhẫn vàng luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng đi kiếm cái chỗ đứng thôi. Ủa, ui. Cây kiếm này cũng giống đồ chơi cực luôn ấy. Trên PC thì thực sự là cây kiếm này nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhìn nó chuẩn chuẩn hơn tí. Còn bên CS Mobile thì nhìn nó giống đồ chơi hơn. Ước gì nó là đồ thật để em vác nó em chém giúp bay nó sắc sảo hơn. Ở cây này thì có hiệu ứng là khi các bạn nhìn vào thì nó có cái hiệu ứng nó rất là tuất. Đúng rồi. Kiểu như là máy ở trong cái khẩu súng ấy, nó cưa ra tung tóe ra rất là đẹp. Mình rất thích cái skin này. Nhưng thực sự nó không bằng cái khẩu UAP VIP. Nếu mà nó, rồi gì đấy, mình đang giới thiệu một tí thôi mà. Có cần phải như thế không? Bắt đầu cái gương mặt đẹp trai của mình bắt đầu rồi. Hay lắm DM. Tuy nhiên mút hàng nhanh nhở. Vừa rớt ra một cái thôi và đã biến giống bay rồi. Đây, vứt, à TMP ngon thế này, hãy đem đi vứt. Đáng lòng thanh niên. Rồi bây giờ sao hôm nay toàn y tá ấy nhở. Đáng lòng. Rồi, úi dồi ôi, cái gì đây? Phải bay nhảy linh tinh. Tự dưng lại cái tay của nó chạm vào người mình thì đúng là sấp mặt. Phải vô tình thôi là sẽ khiến mình mất trinh. Rồi, mình sẽ cố gắng kiếm cái hero bắn tí. Hero dạo này chơi hero súng nó phê. Đứa dạo trước chơi toàn ở bên CFL ấy. Toàn cầm hero down. Chém mệt hết cả người. Toàn bị bọn này nó truyền con nội lực với lại công lực vào người mình. Bảo sao? Rồi té lên đây đi. Nhanh có hero nào. Cái định mệnh ba thằng nữa thôi mà không có hero này. Rồi, mình sẽ đợi hero. Rồi, chết lên không nhá. Một cái chết cực kỳ là ảo lòi. Chết này, thằng kia chết này. Chết không? Ô, tàng hình thế không qua được. Tao lại mày luôn đấy. Ui, thôi, té. Cái định mệnh thằng này. Ô, sao nó đi nhanh nhở? Cạn lời. Bạn này di chuyển hơi bị ảo lòi đấy. Qua này. Úi dồi. Vai. Không có giáp mày. Đùa. Mình tưởng mình có giáp nên mình liều mạng mình nhảy qua. Thế mèo nào. Thằng này không có giáp. Vờ lờ. Rồi thôi xong rồi. Đáng hết cả lòng. Cái gì đấy. Này thì nhìn phát hiện ra cũng đã muộn rồi. Muộn rồi thì phải chết đi thôi. Tơ đâu rồi. Hay quá. Hình như thằng tơ nó chết rồi hay sao ấy. Rồi một pha mà mình không để ý cái hàng này hết hết trinh rồi. Hàng này mất trinh rồi. Ghê quá. Bảo làm thao bây giờ. Mất trinh thì phải săn theo kiểu là bà già thôi. Bà già đứng thẩm du rồi. Chứ nhây nhây thì chúng nó lại bán hình nhét hình vào mồm. Làm sao tôi sống được. Hình thì luôn luôn là nhà trồng đầy. Rồi gì đấy, phải biết ngay mà. Có sai đâu. Kiểu cái thằng kia nó lấp ló, nó chạy đi là mình cũng biết là kiểu gì zombie nó cũng ở gần đây rồi. Gì đấy, rồi sao lên không được cái này. Rồi di chuyển có cái tia lửa văng ra nhìn rất là tuất. Úi dồi, cái điện mới. Một pha lừa tình mà mình cứ tưởng là nó sẽ lao lên. Ai dè nó chơi đi ngược. Rồi không nhảy lên được cái này. Úi dồi, té đây. Rồi một pha không có giáp nhưng vẫn liều mạng lượn lách các kiểu. Cuộc tình dù đúng dù sai.
nhưng Zombie nó vẫn ngáo như bình thường. Đêm qua nằm ngủ anh mơ, hôn em một cái hóa ra hôn nhầm. Sáng ra thằng bạn bảo thằng bạn cười thầm, đêm nay mày đã hôn nhầm đích tao. Rồi. Đúng khinh thường. Bọn này chơi nó cũng hay lắm đấy. Rồi mình sẽ đứng đây chờ Hero. Hero ơi, bay vào người tôi đi, hãy gia nhập vào người tôi. Cánh cửa trái tim tôi luôn rộng mở với Hero. Hero, bay vào người tôi đi. Tôi cần Hero. Đúng rồi. Không có giáp như thế này thì săn zombie nó rất là tuất. Kiểu như là trứng đòi đỏ với lửa đấy. À chết nhầm. Trứng đòi cọ sát với đá. Cái gì đấy. Rồi mới không nhìn một tí thôi. Mà cái thùng hàng, cái bàn thờ sao nó không lên nhở? Nó cứ thích mình thôi. Đấy, đẹp dai mà. Đẹp dai có gì sai. Lại đây, tao sợ chúng mày quá đấy. Tao sợ chúng mày quá đấy. EMP này. Cái súng lục của mình cũng gần hết đạn rồi. Mình nghĩ là sẽ có thằng móc ở đây. Có không? Rồi, không có, hay quá. Nhìn y tá nhiều như thế này mà không cào được thằng nào. Ớn thế. Mình thì không có giáp dùng bài nên cũng khá là sợ. Đáng thế. Sao cái arc này lại mất pin nhở? Không biết là chủ arc nó đã làm gì với cái arc này mà sao lại để nó mất pin như thế này. Rồi không có hero. Chán quá. Chúng ta sẽ cùng liều mạng đi. Liều mạng một lần thôi. Để xem phòng này như thế nào. Phòng này zombie không được hăng lắm. Nếu mà hăng tí nữa thì làm zombie chán luôn anh em ạ. Thế luôn đấy. À, bạn đây rồi. Bạn chơi núp tìm với mình nhỉ? Mình thấy cái mặt bạn rồi. Mặt bà nó lò ra trước mặt mình thì bảo làm sao mình không thấy. Kìa tơ kìa. Thôi, đắng hết cả lòng. Đúng cái phòng nó chơi hay nữa. Zombie nó nát thế này. Đấy, mình sẽ đấm mồm cho anh em xem. Đúng rồi, đàm thế này cơ mà. Ok, định mệnh. Úi rồi, hình thế nhờ. Ơi, lách đi. Vì đời cho phép. Khi về tuổi già thì các bạn sẽ không lách được nữa. Nên bây giờ, từ bây giờ các bạn hãy lách đi. Sắp tới thì mình chắc là sắp có PC rồi. Chắc là mình sẽ quay thêm CF PC cho nó tuất một tí. Đúng rồi. Tao sợ chúng mày quá đấy. Té đi em ê. Zombie này nát đấy nhờ. Thằng giống non kia rồi. Úi trời. Thằng kia nó cầm y tá. Bị bọn kia nó hiếp rồi. Bình thường thì y tá hiếp người cơ. Bây giờ là bọn kia nó chơi kiểu hiếp y tá. Úi trời. Thằng nó bắn kinh quá. Mình phải bắn luôn. Hãy tính liều cận chiến chơi. Không ngờ bọn này nó tay nhanh hơn não. Nó hack luôn rồi. Kìa sau lưng kìa. Bạn ơi, mình nghĩ là bạn nên thoát ra đi. Chơi nhây làm cái gì nữa. Không cào được thằng nào. Tơ gì mà nhát quá. Tơ ơi, bạn yếu quá rồi. Yêu cầu F11 kích nó đi. Thế mèo nào. Hai trận hai thằng cầm tơ đều chicken như nhau. VL. Ok, zombie. Xin lỗi các bạn, đang chơi thì chủ hạc nó vào nó phá cái định mệnh nó nữa. Cho mượn hạc rồi mà còn vào phá nữa. Đáng hết cả lòng. Rồi chúng ta sẽ cùng qua trận khác. Và mình đang làm zombie. Úi dồi ôi, lách này. Bạn ơi. Này thì lách đường nào. AK VIP. Hay lắm. Ở thằng bên này nữa. Ủa nó lách kìa. King VKL. Không thể tin được. EMP à. Hay quá. EMP A-Red. Đường nào cũng chết thôi. Chết sớm một tí nó thanh thản hơn bạn à. Để xem hình như là có thằng sau này. Vòng ra sau và hiếp. Đâu rồi. Phải đợi 500. À. Đấy sau này chắc chắn rồi. Tuyệt vời. Tao phải sợ mày quá đấy. Trời ơi bắt cua. Này. Này thì bắt với cua này. Bắt đi. Mò cua thì được. Bắt cua thì khó lắm.
Rồi một pha mà ăn hên đến từ mình. Rồi thì đấy di chuyển hơi bị lệch lạc xíu. Anh em mà nếu mà di chuyển không được tốt thì các bạn nên cắt ngắn móng tay lại. Tại vì khi mà để móng tay dài nó khó di chuyển lắm. Để mà di chuyển mượt thì phải cắt ngắn móng tay cơ. Nếu mà ai... hôm nay đỏ ấy nhở. Làm gì cũng đỏ tươi, đỏ chót. Đấy, nhắm đi. Nhắm đi. Khi đời còn cho phép. Khi về tuổi già thì đời nó không cho phép nữa đâu. Già lung khung rồi. Cưỡi sao lên hỏi. Ông rời. Úi dồi. Bạn ơi, bạn chạy nhanh quá. Trai không mê gái. Trên đời có không? Rồi, ông trời, ông bảo hỏi ngông. Úi dồi. Kinh quá rồi. Trai không mê gái. Công công hả mày? Úi dồi, cận chiến này. Ghê quá. Rồi, tao sợ mày quá đấy. Để mình móc hết mấy bọn ảnh. Rồi, cận chiến nhá. Rồi, cận chiến như thần. Ô, cái điện mệnh. Rồi, thôi xong. Nó thoát rồi. Thằng kia cũng chết luôn rồi. Đắng thế à rồi. Cứ lao cận chiến như thần thế thôi. Còn khựa mà. Liều mình là chính. Bắn là phụ thôi. Rồi, úi dồi, ngồi. Thằng này khinh người ấy nhở. Tao sợ mày quá đấy. Lại đây xem nào. Úi dồi. Đường nào cho bạn đi bây giờ? TMP. Thế thôi. Không gì nhiều. Chỉ có TMP. Không làm được gì chúng ta hết. Chúng ta sẽ cùng lên trên này. Úi dồi. Từ từ xem nào. Ôi, thằng kia chạy nhanh nhở. Thằng này tốc biến. À. Úi dồi. Mình cũng ngáo hơn cả nó luôn ạ. Cạn lời. Rồi chúng ta sẽ cùng đi hấp diêm hero. Hero lại đây bạn ơi. Ô chết rồi. Còn thằng kia đâu? Lại parkour. Rồi không thấy cái mặt hero chắc chắn là parkour rồi. Khẳng định 100% là sẽ có thằng parkour chạy zombie ở đây. Ủa nó biến luôn rồi kìa. Mình tính qua bên kia. Nhưng cứ tưởng là nó chạy vào hầm. Không ngờ nó biến xong con này nó lại ra luôn này. Úi dồi. Hàng của mình cơ. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Hôm qua trận khác lại không được làm người này nhở. Đắng hết cả lòng. Rồi chắc trận trước là mình bị thằng chủ bạc nó vào phá. Trận tiếp theo đúng là hôm nay khắm lọ. Vờ lờ các thím. Chơi kiểu gì nó cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Cái này phải gọi ép người quá đáng ấy. Rồi hay quá. Cứ làm thêm một trận zombie nữa đi. Xác định là gỡ cái đặt và xóa luôn. Ui, một cái chết trên không. Vi diệu. Rồi trận này sẽ là zombie nát. Mong là có hero. Chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Xong nốt trận này nha. Ôi rồi, chào hơi bị sớm. Ui, cái điện mới. Phá hết cả doài. Hoa. Chơi dị vờ lờ ạ. Cào xa như hích. Này thì cào xa này. Té thôi em ẻ. Té. Á đù. Bọc đầu kìa. Thằng sau. Trời ơi, mình với nó xa cỡ đấy. Không thèm thuồng mình. Cạn lời. Ôi thôi, nhảy không lên thì nên té ngay. Các bạn nếu bắt cua mà một phát không lên thì nên di chuyển sang ngõ khác ngay. Nếu không thì sẽ bị bắn sấp mặt. Không thì bị zombie sờ mất tinh. Thế thôi. Và trận này thì mình đã kịp vào. Ôi rồi. Mệnh gì đấy. Gì đấy bạn ơi. Mình kịp vào phòng. Ôi rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip này rồi. Mình vừa kịp vào shop mua cái băng vệ sinh. Vừa lờ.